Đây. Nếu ở ngoài kia là những cái phòng khám siêu âm thì đây khả năng là sẽ là một căn phòng để chúng ta làm thủ thuật đúng không? Dạ vâng, cái này là phòng khám và chúng em làm thủ thuật trong phòng này. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những hình ảnh. Đây vẫn là Thường Châu Tuyết Trắng này, bác sĩ Thủy và Pablo Sa là đang chăm sóc cho Hà Đức Chinh này. Ở đây chúng ta thấy là U23 Việt Nam chúng ta trở về này trên chiếc xe chuyên dụng này. Đây là một cái tấm ảnh mà có hai người được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi là vị thần sức mạnh của U23 Việt Nam. Một là bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ trưởng U23, và thứ hai là huấn luyện viên thể lực Benji Won. Đấy, đây là những cái tấm ảnh rất là đáng tự hào mà không phải trong cuộc đời làm nghề không phải ai cũng có nhỉ. Đấy, có những quả bóng. Nói chung là chúng ta nhìn thấy Thủy đã có một cái sự bày trí rất là, phải nói là rất là có dấu ý tưởng. Đây là một cái đây tại Incheon. Đây là đúng rồi. Đây là một cái ở Incheon 2014 kỷ niệm chương. Đây là giấy chứng nhận tham dự. Đây. Tham dự cái giải. Đúng rồi. For your participation đấy. Tức là cái này là giấy chứng nhận đã tham dự Asian Games Incheon 2014. Nói chung là bác sĩ Thủy là người mà có mặt ở rất nhiều những cái sự kiện lớn. Vòng chung kết U23 châu Á này, rồi vòng chung kết U20 World Cup này, rồi Asian Games này, rất nhiều. Đây chúng ta có thấy ở đây còn có bác sĩ đứng phải nói là phát biểu trông rất là tuyệt vời nha. Đây có bằng tốt nghiệp đây. Đấy, đây có thầy Park. Ở đây nói đến thầy Park thì chắc chắn là chúng ta sẽ nói đến cái kỷ niệm của Thủy với thầy Park đi. Bởi vì thưa quý vị là rất nhiều người nói rằng là cái sức làm việc của thầy Park thực sự là rất khủng khiếp. Thế vậy thì ông có lúc nào ông gặp vấn đề về mặt sức khỏe hay không? Rồi khi mà gặp vấn đề sức khỏe thì ai sẽ là người chăm sóc cho ông? Đối với thầy Park thì chúng em cũng đội ngũ y tế nói chung và em nói riêng thì cũng có rất nhiều những cái kỷ niệm đối với thầy. Đầu tiên về cái cách làm việc cũng như là cách sinh hoạt rồi là quan tâm đến mọi người của thầy. Thì thực sự tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất thì cái thầy luôn luôn là trao cho tất cả là mọi người cầu thủ, trong đó có cả đội ngũ y tế của em. Thì như là có bạn bè thầy mà từ nước ngoài sang này các thứ thì cũng có quà thì đều mang lên cho chúng em. Nhiều khi mà thấy chúng em cũng làm việc nhiều quá, buổi tối hay thầy hay sang phòng y tế chúng em xem, coi như là vừa nói chuyện với các cầu thủ rồi là nói chuyện với chúng em đến mãi muộn. Thầy xuống nhiều khi là có gì ăn thầy cũng mang xuống để chơi nhiều khi, nhưng mà thầy rất là vui vẻ, vui đùa. Có khi là thầy mang cái bánh sô-cô-la đến ấy, thầy mời ăn, ví dụ mời ăn thì mình cũng bảo thôi thôi tôi không ăn đâu, thế xong bắt đầu là thầy bảo cho ăn đi, đính là há mồm ra thầy bước ngược lại mồm của thầy, rất là vui vẻ như là một người bạn thôi. Thầy nói là nhiều khi mà thấy chúng em đội ngũ y tế làm nhiều, làm việc nhiều quá thì thấy bảo thế má của em hóp lại, thầy cũng không biết nói tiếng Việt hay cũng nói tiếng Anh cũng vừa phải, thầy chu má hóp má này anh thấy má anh hóp là tim tôi nó đau nó khó chịu. Thực ra em cũng rất là cảm kích cái tình cảm của thầy. Thực ra đấy rất là chi tiết và từ những cái nhỏ, kể cả ví dụ như ở ngoài sân mà hôm nào mà muỗi nó nhiều đốt nhiều, thầy cũng gọi ra về đây là có muỗi nó đốt tôi này, đấy là này các thứ, thì lúc đó thì phải có những cái thuốc phòng muỗi cho tất cả các cầu thủ, không phải nói riêng mình, từ đấy cho tất cả cầu thủ thuốc bôi chống muỗi này khác ở ngoài sân đấy. Hay là thầy đau lưng đau cổ đau vai thì cũng đều là bảo chúng tôi là chăm sóc cho thầy. Rất hay. Chúng tôi cũng rất là những câu chuyện rất là chi tiết. Bởi vì thưa quý vị là trong một lần nói chuyện với anh em báo chí chúng tôi thì huấn luyện viên Park Hang-seo có nói về một trong số những lực lượng vất vả nhất với đội tuyển, đấy chính là đội ngũ y tế. Tức là họ sẽ là người đi ngủ cuối cùng nhưng luôn luôn là người thức dậy đầu tiên. Có những cái đêm mà sau khi chăm sóc xong cho các cầu thủ rồi thì lại phải chăm sóc cho một số người ở trong ban huấn luyện. Bởi vì thực sự là huấn luyện viên Park Hang-seo là bị một cái căn bệnh đau đầu kinh niên, và bác sĩ Thủy chính là người duy nhất mà được gọi là đè đầu cưỡi cổ huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta nói theo cái ngôn ngữ vui đùa như vậy. Như huấn luyện viên Park Hang-seo thì đau cả lưng rồi đau cả cổ, thoái hóa cột sống cổ rồi dẫn đến hay đau đầu, chúng em phải chăm sóc từ cái cổ
những người mát xa đầu cho huấn luyện viên Park. Tuy nhiên thì đối với riêng đặc biệt là cái mát xa vùng đầu đấy thì trên đầu của Coach Park ấy là cũng rất là ít tóc. Coach bảo mày mát xa cẩn thận, cái này tao trồng hàng mấy chục nghìn đấy nhá, mấy chục nghìn mới được có mấy cọng này đấy. Tức là phải rất là nhẹ nhàng, tức là hai người rất là nói chuyện với nhau thì nói chung là thực sự là rất là cởi mở những người trong nhà. Khi mà mỗi lần mà chăm sóc cho thầy xong thì không bao giờ là thiếu một những cái lời cảm ơn rất là chân thành của thầy. Thực sự nói là để thực ra mỗi lần mà khi mà được chạm vào người thầy ấy cũng như nói chuyện với thầy, thực sự là em cũng cảm thấy thực sự là cũng thực sự là rất là hãnh diện này khác và thực sự là tự hào, xúc động, tự hào. Thực ra rất là tự hào. Vì nói thật là nếu mà chúng ta coi các cầu thủ là báu vật của quốc gia thì đây chính là người mà chăm sóc cho những báu vật đấy. Và nói thật là thầy Park cảm thấy rất là thoải mái khi được chăm sóc sức khỏe. Và thầy Park cũng cảm thấy rất là gần gũi với đội ngũ y tế. Thực sự là thầy có thể là có những cái sự chia sẻ với nhau một cách rất là chuyên môn. Nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng luôn luôn lấy cái tình cảm của mình ra để đối đãi với mọi người. Đấy là một cái nét rất là đặc sản của thầy Park. Còn một cái câu chuyện nữa chắc là mọi người xem thì cũng đã để ý và thấy là thầy Park cũng rất hay nhiều khi trực tiếp siêu âm cho các cầu thủ. Dù là em cũng được chăm sóc rất nhiều các đội tuyển rồi, nhưng mà những hình ảnh đấy là những hình ảnh mà đầu tiên em nhìn thấy. Rất là vui vẻ thôi khi thầy sang phòng y tế chúng em chơi. Thì hôm ấy là lần đầu tiên thấy là chỗ Hà Đức Chinh lúc đấy đang tập trung ở tại thành phố Hồ Chí Minh như vậy. Đó chúng em có hai người y tế thôi, hai nhân viên y tế thì chăm sóc cho hai cầu thủ khác. Còn thì là Hà Đức Chinh lúc đó là bị đau cái cơ đùi, mặt cơ đùi trước, cái cơ tứ đau đùi. Thì bạn ấy tự, anh em đặt máy cho bạn ấy tự ngồi tự siêu âm, hướng dẫn bạn siêu âm đấy. Thế xong thầy Park vào, gạt ra ngay, bạn ấy đang ngồi ở giường này. Kể cả nằm bò ra như là cùng với bạn bè thôi, nằm bò ra. Để tao làm cho, thì thực sự nói thì cảm thấy nó thân thiết vô cùng. Hà Đức Chinh thực sự cũng nở nụ cười, có như không nhìn thấy Tổ quốc đâu, mắt tít luôn. Thực ra lúc đấy là mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Khi mà thầy Park tự tay mình chăm sóc cho các cầu thủ, nó tạo ra một cái sợi dây liên kết giữa thầy với trò, nó giống như người cha đang chăm sóc một người con. Thì bản thân người được chăm sóc hay là người đi chăm sóc đều cảm thấy rất là vui vẻ và tạo ra một không khí gia đình. Và một điều cực kỳ quan trọng nữa là thầy Park cũng mong muốn là giải phóng một phần cái sự vất vả của các bác sĩ. Khi mà chúng tôi hỏi về cái hình ảnh đấy thì thầy Park nói đùa rằng là thực ra là cũng muốn giúp cho các bác sĩ một tay để các bác sĩ hoàn thành đúng cái thời gian cho các cầu thủ đi nghỉ. Và bên cạnh đấy thì cũng có thời gian để Thủy có thể lên để bóp đầu bóp lưng cho thầy Park. Thực ra cái cách mà thầy giải thích như thế khiến cho mình cảm thấy cực kỳ khâm phục. Tức là từ một cái câu chuyện mình nghĩ là nó rất là lớn lao, nhưng mà thầy lại luôn luôn đưa nó về một cái chi tiết rất là nhỏ, rất là đời thường, rất là dân dã. Nó giống như những hoạt động trong gia đình nhà mình. Nói về sức khỏe thì chúng ta không thể không nói đến các chấn thương. Ở vòng chung kết U23 châu Á thì có rất nhiều những cầu thủ chúng ta bị chấn thương. Và lúc đấy thì Thủy đã phải cân não như thế nào trước những cái ca chấn thương vào cái thời điểm mà có thể là nó quyết định thành tích của cả một cái giải đấu. Thực sự nếu đúng nói cái đấy thì em đúng là em không thể nào quên được. Chính bản thân em phải cân não rất là kinh khủng. Em nhớ là trước cái trận bán kết với đội Qatar đấy, tại Thường Châu ấy, lúc hôm đấy trời lạnh lắm, tuyết trắng. Đến lúc thủ môn Bùi Tiến Dũng không qua được hết cái bài khởi động đầu tiên thì đau gối, xin đi ra tập ngoài. Thế sau đó thì thầy Park cũng cho đi ra ngoài thì tập riêng cùng với em. Thế thì cuối giờ buổi tập ấy thì bắt đầu là thầy Park gọi riêng em và huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh đi ra ngoài. Thầy Park có nói là bây giờ bạn Dũng bị đau đấy, mà hiện tại bây giờ chúng ta còn hai thủ môn nữa lành lặn đi theo, thì tất cả các về mặt chuyên môn của các anh sẽ về mặt y tế cũng như là về cái chuyên môn về thủ môn, các anh sẽ tự quyết định là bạn có thể chơi được nữa hay không. Và tôi nói trước với các anh là trong cái trận đấu ngày mai là tôi không thay thủ môn đâu nhé. Tức là khi đã vào sân rồi là chơi hết trận, chứ tôi không thay đâu nhé. Đó, nó là như thế. Và thầy Park nói rằng là muốn là
cái tiêu chí ấy, là tôi muốn là những hai người không đau, một trong hai người không đau chơi, chứ không phải là người đau mà chơi cả. Thì em với thầy Cảnh nói chuyện với nhau, thì Cảnh thì em cũng nói về vấn đề chuyên môn của bạn Dũng thế nào, còn về mặt chấn thương thì thế bảo thầy Cảnh nói là bạn Dũng thì rất là tốt, bây giờ đang có những cái phong độ đang rất là tốt trong thời điểm này. Còn đâu về cái mặt chuyên môn của chú thì chú quyết định đi, bây giờ gần như là anh không dám quyết định ở trong này. Thì bắt đầu là em mới bảo với Dũng về thôi được rồi, tối nay lên anh xem kỹ lại, anh chăm sóc cho em. 7 giờ sáng ngày hôm sau, vì là 7 rưỡi là ăn sáng, thì lúc đó thì là chúng em sẽ báo cáo tất cả những cái tình hình chấn thương bệnh lý của tất cả các cầu thủ, cụ thể như trường hợp của Bùi Tiến Dũng ngày hôm đó thì phải báo cáo cho huấn luyện viên trưởng là bạn có chơi được hay không. Đó thì em hẹn bạn ấy 7 giờ xuống phòng y tế, xong em chăm sóc rồi. Tối ngày hôm trước em đã chăm sóc cho bạn ấy cả buổi tối, rồi khám thật kỹ cả một buổi tối. Thì sau đó thì buổi sáng hôm sau thì là em xuống chăm sóc một lần nữa và băng bó các thứ, rồi em check một bài để xem bạn có chơi được hay không. Thì bạn nói ok, tất cả đều ok, thì em báo cáo với thầy bác là bạn đã có thể chơi được cái trận ngày hôm đấy. Cái ngày hôm đó thì là cái trận đấu thì quá kinh khủng, màn dẹp đổi tỷ số 2-2, rồi là penalty, rồi là bạn bay như người nhẹ. Thực sự đối với cái chấn thương đầu gối của bạn Bùi Tiến Dũng thì bây giờ cái phim cộng từ của bạn ấy em vẫn giữ đây, gần như em coi như là một cái báu vật, và đấy là một cái quyết định thực sự là kinh khủng. Lúc đó là em phải đưa ra một cái quyết định, em tự đấy là một cái áp lực mà lớn nhất trong đời làm y học thể thao, phục vụ tất cả các đội tuyển của em, đó là áp lực lớn nhất. Bởi vì là giữa trận bán kết của châu Á để có thể vào được trận chung kết hay không, thì thực sự là đấy nó không phải là liên quan đến một con người nữa rồi, nó liên quan đến cả đội bóng, nó rất là nhiều thứ, có thể là nó cả một dân tộc đấy. Dạ, cả một dân tộc đấy. Vâng. Thực sự là nói thì ở đây cái phim cộng từ về cái đụng dập cái lồi cầu xuống đùi của Bùi Tiến Dũng, thực sự đến bây giờ em luôn luôn là em giữ nó gần như là một cái kỷ vật, một cái kỷ niệm. Nhưng bây giờ là Dũng đã bình phục hoàn toàn cái chấn thương đấy rồi đúng không? Vâng, đương nhiên là hoàn toàn rồi. Từ cái giải đó thì em cứ chăm sóc hàng ngày, ngày sau mỗi một trận đấu, sau trận đấu thì bạn được nghỉ hoàn toàn một ngày, sau đó lại xong rồi là lại chăm sóc, rồi là vẫn là tập luyện và thi đấu tiếp, cho đến từ đấy bạn cũng không phải nghỉ thêm bất kỳ một ngày nào vì cái chấn thương đấy đó nữa. Dạ thầy. Dạ. Đây là một câu chuyện hoàn toàn mới. Thực sự đây là cái chi tiết lần đầu mình nghe. Dạ. Nhưng mà mình cũng đã hiểu được một điều là trong một số cái bối cảnh, dạ, thì huấn luyện viên trưởng, thậm chí là huấn luyện viên mà phụ trách về cái mảng đấy, ví dụ như là huấn luyện viên thủ môn chẳng hạn. Dạ. Tất cả mọi người đều không dám đưa ra quyết định, và quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra khi bác sĩ quyết định là bạn đấy có được chơi hay không. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam mà mình thấy là một huấn luyện viên trao cái quyền quyết định ra sân cuối cùng cho một bác sĩ. Dạ, vâng ạ. Và chúng ta nhìn thấy là cái cách làm của thầy Park là rất khác đúng không? Rất tuyệt vời. Thành ra là cái thành quả nó mới khác. Dạ. Từ cái cách mà chăm sóc cho anh em cầu thủ, từ cách động viên để họ vượt ngưỡng. Dạ. Đúng không ạ? Rồi trao đúng cái quyền quyết định cho đúng người vào đúng thời điểm. Đấy, và cuối cùng chúng ta thấy là đã có những kết quả rất là tốt. Và đương nhiên rồi là Thủy thì không chỉ có một cái khoảnh khắc cân não như thế. Thậm chí còn có những cái quyết định khó khăn hơn, là có tiêm cho cầu thủ này hay không để thi đấu được trận này, và có thể sẽ chịu những cái hậu quả về sau. Đấy lại thêm một cái kỷ niệm nữa về cái ý chí mà gần như là chiến đấu, muốn chiến đấu, muốn công hiến, quật cường của cầu Phượng. Trong một cái giải đó thì Công Phượng đau cái cổ chân. Trước đó chúng em cũng đã mà khổ cái Công Phượng lại bị dị ứng với hầu hết tất cả những cái thuốc giảm đau chống viêm, thậm chí kể cả thuốc bôi thôi cũng dị ứng rồi. Thế nhưng mà tất cả chúng em cũng đã chăm sóc rất là tốt, tích cực để bạn có thể chơi được những cái trận trước, tập luyện trước rồi. Nhưng cái trận đó là trận quyết định, thì bạn ấy bảo là em rất là đau, vì thực ra cũng giống như cái vết đứt tay của mình thôi, khi mà nó chưa lành mà mình chạy, mình banh ra thì nó lại đau thôi. Nhưng mà cái ý chí của bạn ấy thực sự quật cường, bạn ấy muốn được cống hiến. Thì mặc dù em cũng bảo là bây giờ nếu mà chơi tiếp các thứ thì sau cái trận này em sẽ đau tăng lên, rồi có thể là phải nghỉ những trận sau. Thì em cũng nói qua với huấn luyện viên trưởng là tình hình là như thế.
thì huấn luyện viên cũng có bảo là tất cả các thứ cái quyền quyết định về mặt chuyên môn thì là bạn và bạn ấy là quyết định trong vấn đề đó. Và Công Phượng nói là anh làm sao cho em hết đau ngay lập tức tốt nhất để làm sao mà em có thể chơi được cái trận ngày hôm nay. Thì lúc đấy em cũng phải tìm bạn ấy, chỉ có đúng duy nhất có một loại là bạn ấy dùng được thôi. Thế là cũng phải dùng thuốc giảm đau với liều cao và rồi là chăm sóc rất là tốt và băng bó thật là kỹ để bạn ấy chơi trận hôm đó. Thì trận hôm đó rất là tốt, rất tuyệt vời, cũng rất là may là không có gì xảy ra. Kể cả sau đấy, kể cả sau trận đấy thì cũng rất là ổn, cũng không bị nặng lên thêm nhiều hơn nữa. Ở vòng chung kết U23 châu Á thì các cầu thủ của chúng ta bị chấn thương rất nhiều. Từ chấn thương nhẹ như là chảy máu cho đến những cái chấn thương nặng hơn. Thậm chí là thầy Park cũng đã từng bắt Công Phượng phải lột cả cái đôi tất ra để xem chấn thương như thế nào. Rồi yêu cầu Quang Hải phải đưa vết thương ra để cho thầy xem. Thực ra chúng ta nhìn thấy những hình ảnh như thế thì chúng ta thấy là rất là khâm phục về cái tư duy chi tiết của thầy Park. Nhưng chắc chắn là cái công việc của Thủy sẽ rất là nhiều. Cái thời gian một ngày của Thủy nó diễn ra như thế nào khi mà vòng chung kết U23 châu Á nó diễn ra? Từ từng buổi, nhưng mà đa phần thì chúng em sẽ làm việc từ khoảng độ từ 12 đến 16 tiếng một ngày. Trung bình là cứ khoảng độ 6 rưỡi sáng là bộ phận y tế chúng em dậy. Dậy thế xong rồi là chuẩn bị những cái mà dụng cụ hay là nước uống rồi protein, rồi nước uống thể thao đó, pha thêm các thứ này các. Rồi là chuẩn bị cho các rồi đi ăn sáng, rồi là khám lại một loạt những cái trường hợp mà cần phải báo cáo về chấn thương bệnh lý cho huấn luyện viên trưởng vào bữa ăn sáng ngày hôm đó. Thế xong rồi là về là khi ăn sáng về là chuẩn bị đi tập thì lại chuẩn bị tất cả từ băng bó rồi là xoa dầu nóng này các thứ cho các bạn ấy. Đó, thế xong rồi ra sân tập thôi. Thế ra sân tập về thì luôn luôn là phải quan sát chăm sóc các bạn ấy trên sân, nếu có gì xảy ra là mình phải thường thì là bắt đầu từ 6:30 và đêm thì kết thúc em đi ngủ thì thường trong vòng cũng khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng. Tức là một ngày mình sẽ chỉ được nghỉ ngủ khoảng tầm 3 tiếng đến 4 tiếng. Vâng. Chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, các bác sĩ thỉnh thoảng có hay bị ốm. Mà những lúc mà ốm như thế thì ai chăm sóc mình? Thực sự hay là mình phải tự chăm sóc mình? Cũng đương nhiên là mình tự mình chăm sóc mình là chính. Nhưng mà thực sự mà nói, để nếu mà nói thực ra mọi người cứ nói là làm việc nhiều như vậy thì có mệt hay không này khác tất cả thứ. Nhưng mà chính các cầu thủ thực ra cũng chăm sóc chúng em rất là nhiều. Buổi tối là các bạn đi đâu chơi, đi ăn cái gì ấy, có cái gì con các bạn cũng mang về. Hôm nay em ăn cái này cũng thấy ngon, ngon em mang về cho các anh. Thế, đấy, sau đó rồi là nhiều khi sau mỗi có những giải đấu thì có một lần, có mấy lần cả sân trường cũng mang đồ lên cho chúng em, cũng có hết thế giải đấu mà. Có những cái chai bia, một số đồ ăn này các thì chúng em thay mặt các cầu thủ mua cái này cũng tặng các anh, chia sẻ các anh này khác, thực ra cũng rất là tuyệt vời. Hay là chúng em ra sân nhiều khi cũng có nhiều việc nọ việc kia, sách cái nọ sách cái kia, các cầu thủ thì đều giúp đỡ chúng em hết. Cho đến bây giờ thì thực ra đến chính ra tưởng là nhiều, đáng nhẽ là sẽ rất nhiều việc, nhưng các bạn ấy mỗi người một tay một chân nào thì nó rất là đơn thực giản. Ra là các bạn ấy rất tuyệt vời, yeah. Và rất là ý thức. Thực ra thì còn một cái câu chuyện nữa mà không biết là quý vị có để ý hay không. Tức là ở trong đội tuyển của chúng ta thì luôn luôn có hai căn phòng được gọi là hai căn phòng chung. Dạ. Nếu mà để mà bàn chiến thuật, tức là bàn về chính sự ấy, dạ, thì là sẽ ở trong phòng họp. Dạ. Nhưng cái phòng sinh hoạt cộng đồng ấy thì lại là phòng của bác sĩ. Dạ, vâng. Đúng không ạ? Ví dụ như là mua đồ ăn về là bao giờ cũng mang vào phòng của bác sĩ. Đúng rồi. Rồi ví dụ như là có những cái gì mà muốn tâm tình với nhau hoặc là lấy những cái áo có chữ ký, vâng, thì cũng mang xuống phòng của bác sĩ. Tức là cái phòng của bác sĩ trong thời điểm đó mình cảm thấy nó thân thuộc lắm. Nó giống như kiểu một cái phòng sinh hoạt cộng đồng chung của tất cả mọi người. Mà ai chỉ cần nói là chúng mình gặp nhau nhé, thì người ta sẽ mặc định nghĩ rằng là à, sẽ xuống phòng bác sĩ. Thủy sở hữu một cái căn phòng như thế thì Thủy thấy thế nào? Thực ra rất là hạnh phúc, cũng không biết là dùng cái từ gì để mà nói, nhưng mà thực sự là hạnh phúc là ngày ngày được gặp các tình yêu của mình. Chúng em vẫn hay gọi là tình yêu thôi. Thế tình yêu của mình từ huấn luyện viên với các cầu thủ, rồi xuống đấy là vui đùa, coi như là tâm tình hỉ nộ ái ố, tất cả mọi thứ là chúng em đều là tâm sự với nhau, là trong cái căn phòng y tế đó, rất là vui.
Thực ra thì ngày hôm nay chúng ta nói chuyện với Thủy chắc là chỉ đưa ra được một vài những cái câu chuyện. Nhưng mà chắc là về cái không khí thì mọi người đã nhận ra rồi. Tức là có những cái quyết định quan trọng không phải huấn luyện viên trưởng, mà chính bác sĩ mới là người đưa ra quyết định cuối cùng, có một cái tiếng nói quyết định. Và nói thật là các cầu thủ của chúng ta kể từ vòng chung kết U23 châu Á, họ đã thay đổi hoàn toàn cái tư duy của mình. Trước đây cứ đi ra châu Á là chúng ta rất sợ những giây phút cuối cùng, nhưng bây giờ thì chúng ta không còn sợ nữa. Và cái sự tự tin ấy, nó làm cho các cầu thủ của chúng ta mạnh lên rất nhiều. Và người ta đã gột bỏ được cái suy nghĩ là người Việt Nam của chúng ta chỉ khéo thôi chứ không khỏe. Nhưng bây giờ thì chúng ta không những là khéo mà chúng ta còn khỏe hơn người địch, kể cả là những cái đội bóng khỏe nhất châu Á. Đấy, thì đấy là một trong những bước tiến rất là quan trọng. Và để tạo ra cái bước tiến đấy, ngoài sự cố gắng của các cầu thủ, ngoài một cái chiến lược phát triển của huấn luyện viên, thì còn có những người làm việc cụ thể, ví dụ như là bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, ví dụ như là huấn luyện viên về thể lực Beji Won, đều là những người mà góp một phần cực kỳ quan trọng để tạo ra cho các cầu thủ chúng ta một cái nền tảng thể lực, tôi tạm gọi là nó là phi phàm. Bởi vì trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ là bóng đá Việt Nam của chúng ta lại có thể phát triển mạnh về mặt thể chất như thế. Nên là ngày hôm nay chúng ta nói chuyện cũng để hiểu thêm một chút. Và tôi rất mong muốn là chúng ta sẽ trả lại cho các bác sĩ một cái vị trí và cái vai trò không thể thay thế ở tất cả mọi mặt của đời sống. Trong đấy có hoạt động thể thao, nhất là thể thao chuyên nghiệp, thể thao đỉnh cao. Điều đấy rất quan trọng. Và thầy Park thành công được là vì ông biết đặt đúng người vào đúng vị trí, và họ đưa ra cái tiếng nói chuyên môn nhất của mình. Và chúng tôi cũng rất là xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy đã dành cho anh em một cái buổi nói chuyện rất là hay ngày hôm nay. Và cũng rất là mong là chúng ta luôn luôn có được sức khỏe, các cầu thủ của chúng ta luôn luôn có được niềm tin là chúng ta đủ thể lực để có thể chiến đấu ở những cái sân chơi khắc nghiệt nhất. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn bất động sản.com.vn đã giúp chúng tôi hoàn thành chương trình này. Và để kết thúc chương trình, có thể dành cho Thủy một vài phút để tâm sự với các cầu thủ cũng như là người hâm mộ bóng đá cả nước. Cảm ơn tất cả mọi người cũng đã luôn luôn là lắng nghe rồi ủng hộ đội tuyển cũng như là như là bản thân tôi. Tôi kính chúc tất cả mọi người cùng tất cả các cầu thủ luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý. Cảm ơn mọi người rất nhiều.